Chào các bạn, mình có nhận được khá nhiều câu hỏi từ rất nhiều bạn về nên đọc sách nào để mà nâng cao trình độ về poker ấy. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ điểm qua một vài cuốn sách về poker nổi tiếng nhất và đưa ra nhận định của mình về từng cuốn sách đó, xem là có chấm điểm, xem là nó nên đọc hay không. Thì mình sẽ chấm các cuốn sách theo thang điểm từ 0 sao đến 3 sao. Và mình sẽ sắp xếp các sách theo thứ tự thời gian. Cuốn sách đầu tiên về poker được xuất bản là cuốn Super System của Doyle Branson. Thì ai mà có xem poker, vụ những cái series ngày xưa Poker After Dark hay là High Stakes Poker các thứ, thì chắc cũng có biết về Doyle Branson, là một trong những người gọi là kỳ cựu nhất chơi poker trên thế giới. Thì ông ta đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về poker năm 1979 ấy, về hướng dẫn cách chơi của mình. Thì tất nhiên là thời xưa thì chẳng có tài liệu, chẳng có phần mềm hay gì cả, thì tất cả đều là chỉ dựa vào là kinh nghiệm thôi. Thì Robinson là một người vào cái thời điểm đó thì là một người cực kỳ giỏi, gọi có thể là top thế giới đấy. Thì trong cuốn sách này thì có nói về nhiều cái thể loại chơi khác nhau, không chỉ mỗi cái Texas Hold'em là cái thể loại poker mà mọi người quen thuộc với mọi người, còn nhiều thể loại poker khác. Thì vậy bởi vì ngày xưa là người ta chơi rất nhiều thể loại poker khác nhau, chứ không phải là như bây giờ là chủ yếu là Texas Hold'em và có thể thêm một chút là Pot Limit ở Omaha, một vài thể loại khác thôi. Thì cuốn sách này thì là đọc để mà biết về tiểu sử Doyle Branson, hay là ông ấy kể lại ngày xưa ông ấy đi khắp các thành phố ở Texas rồi các nơi khác đánh poker như thế nào, rồi xây bankroll, rồi một vài chiến thuật. Về mặt chiến thuật thì không có giá trị mấy, đọc xem tiểu sử các thứ thôi. Thì mình chấm là không sao, nghĩa là giá trị cuốn sách này thì giá trị của nó là vì là nó cuốn sách đầu tiên về poker thôi, chứ còn không, ngày nay rồi thì bao nhiêu năm rồi, 40 năm rồi thì không còn mấy giá trị về mặt chiến thuật nữa. Cuốn thứ hai là cuốn Theory of Poker của David Sklansky, xuất bản năm 1999. Thì đây là một cuốn gọi là thay đổi về poker. Thay đổi thì ngay khi mà hồi mà nó được xuất bản ấy, thì coi như là một cái bom tấn ấy. Như là để lần đầu tiên mà người ta bắt đầu nghĩ về poker theo về mặt gọi là toán học, rồi về mặt lý thuyết các thứ đấy. Thì Sklansky đưa ra những khái niệm chẳng hạn như equity hay là semi bluff hay là pot odds rồi các thứ đấy, con một ăn hai hay là các thứ, những cái kiểu như thế, những cái khái niệm rất là cơ bản nhưng mà cũng rất là quan trọng. Nên Sklansky là người đầu tiên đưa ra những khái niệm như thế. Thì một lần nữa là cũng là đọc để mà xem về, nếu mà bạn là người mà trước giờ chưa biết gì về những cái khái niệm như thế trong poker, đánh chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm cá nhân, xem người khác đánh mà học theo thứ, thì ok, đọc để mà biết khái niệm đấy cũng được. Và mình cho quyển sách này 1 sao bởi vì là dù sao thì đây cũng là một cái cột mốc về lý thuyết poker, về trong những cái cuốn sách về poker đây cũng một cột mốc rất là quan trọng, và nó cũng dạy cho bạn khá nhiều gọi là kiến thức vô cùng cần thiết đấy. Dù sao thì nó cũng cũng là hơi lỗi thời rồi. Cuốn này Poker for Dummies thì chủ yếu là mình đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc về poker, tại vì thói quen của mình là khi mà mình rất thích những cái series for Dummies ấy, là kiểu cho người người ngu ngốc ấy, là coi như là nó sẽ dạy những cái khái niệm cơ bản nhất. Thì trước giờ mỗi khi mình muốn tìm hiểu về một lĩnh vực nào thì mình thường sẽ đọc cuốn đầu tiên mình đọc là cuốn for Dummies, để mà biết sơ sơ qua tổng quát về về các khái niệm trong trong cái lĩnh vực đó, và sau đó thì bắt đầu mới từ đó mới có những cái từ khóa để mà tìm hiểu chi tiết hơn, mà những cái điểm yếu tố chi tiết hơn. Thì Poker for Dummies này tất nhiên là quá là cơ bản rồi, dạy luật rồi dạy những cái chiến thuật cực kỳ basic đấy, cực kỳ cơ giản cơ bản đấy. Thì ví dụ như giả sử mà muốn đưa cho bố mẹ hay ai đấy mà muốn biết đọc để biết là poker là cái gì các thứ thì cũng được, nhưng mà còn không thì nếu mà đọc để mà nâng cao trình độ thì cũng tốn thời gian, thì cái này không sao. Play Poker Like the Pros là của Phil Hellmuth. Thì Phil Hellmuth thì là một cái người chơi mà giữ kỷ lục vô địch, đoạt bracelet vô địch thế giới đấy, hình như 14 lần thì phải.
là kỷ lục nhiều nhất thế giới, người nhiều thứ hai chỉ là 10 lần thôi, thì 10 hay 11 gì đấy, hình như là 11 thì phải. Thì ở đây Finemut thì mình các bạn chắc cũng đại đa số cũng biết Finemut rồi, thì là một người chơi không phải là quá giỏi. Ông ta giỏi nhất của ông ta là chăn gà, nghĩa là khi mà đánh những cái event lớn đông người hàng nghìn người, có nghĩa là rất nhiều gà đấy, thì ông ta thi đấu rất là tốt, vì ông ta sẽ biết cách tạo áp lực tâm lý rồi các thứ, đọc bài đối thủ, đoán được tâm lý đối thủ rồi làm cho họ tiêu rồi các thứ đấy, thì ông ta rất giỏi. Ông ta sẽ xây được stack lớn rồi vào run deep, vào sâu đoạt chức vô địch các thứ, thì ông ấy đánh rất giỏi những cái event như thế. Còn những event mà những cái giải đấu mà gọi là ngồi chung quanh ít người chẳng hạn, hai roller các thứ mà xung quanh toàn là pro đấy, hay là đánh cash game chẳng hạn, thì ông ta đánh rất là kém, thì ông ta về lý thuyết ông ta cũng không nắm vững lắm. Thì nói chung là không không những cái mà ông ta dạy trong cuốn này thì cũng vừa lỗi thời, vừa ông ta cũng không phải là người chơi giỏi, thì không cần thiết phải đọc. Cuốn này là cuốn nói về ngôn ngữ cơ thể, cuốn sách đầu tiên về ngôn ngữ cơ thể mà liên quan đến poker. Thì mình thì không phải là một người sử dụng nhiều khi mà đánh trên bàn thì mình không phải là người sử dụng quá nhiều đến ngôn ngữ cơ thể hay là quan sát nét mặt cử chỉ gì cả. Nó cũng sẽ có tác động một phần nhưng mà thường rất nhỏ, theo mình là dưới 5% quyết định. Mặt lớn nhất vẫn là logic và toán học và những cái về mặt lý thuyết vẫn là chiếm chính. Còn những cái ngôn ngữ cơ thể này thì trừ khi bạn đánh với những người đánh rất là kém chẳng hạn, người ta quá lộ ra thôi, còn đánh với những người đánh giỏi hiếm lắm, hiếm mà nhận ra được những cái điểm điểm như thế lắm, cho nên là mình không quá chú trọng vào cái này. Tuy nhiên thì mình biết là một vài người khác thì lại thì rất giỏi, có nghĩa là người ta năng lực bẩm sinh của người ta ấy, người ta, nhiều người làm, nhất là những người làm nghề bán hàng hay là kiểu sales sếp gì đấy, tiếp xúc với nhiều người rồi thì người ta biết cách nhận diện nét mặt cử chỉ các thứ cũng quen ấy, thì người ta có thể là người ta sẽ, thì đây lại là một phần rất quan trọng trong cái lối chơi của người ta. Thì mỗi người một kiểu thôi. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về những cái như ngôn ngữ cử chỉ các thứ trong poker thì cuốn sách này cũng là một cuốn ok, thì mình cho nó 1 sao, bởi vì là nó cũng là một cái, nó cũng sẽ dạy cho bạn một vài những cái khá là cơ bản về cái lĩnh vực này. Cuốn này là cuốn S on the River của Barry Greenstein. Thì Barry Greenstein là một người chơi rất là nổi tiếng ngày xưa đấy. Nếu các bạn xem những cái series ngày xưa High Stakes Poker rồi Poker After Dark các thứ, chắc cũng sẽ gặp ông này nhiều lần. Thì cuốn này cũng là hơi là kiểu tiểu sử là chính, có một chút về chiến thuật nhưng mà chiến thuật thì cũng chẳng áp dụng được mấy, thì xem để biết poker ngày xưa nó như nào thì cũng được, không thì chung là không sao. Cuốn này là Harrington On Hold'em tập 1. Thì Dan Harrington là một người chơi cũng khá giỏi ngày qua cái thời điểm này, năm 2004 nếu không nhầm, thì ông ta vào bàn Final Table của giải thế giới 2 năm liền, 2004, 2005 hay là 2003, 2004 gì đó. Em một người đang ở đỉnh cao của thế giới vào cái thời điểm đó thì viết cuốn này thì cũng là một cái cũng là một bom tấn vào thời điểm đó. Cuốn sách này là rất là hay vào cái thời điểm mà nó được xuất bản, dạy những kỹ năng khái niệm rất là quan trọng. Tuy nhiên thì vào thời điểm là bây giờ 2019 rồi thì nó không còn quá ý nghĩa nữa, nó rất nhiều cái chiến thuật mà ông ấy dạy trong này đã quá lỗi thời rồi, và cái lối chơi của Dan Harrington thì quá bị quá tai đấy, nghĩa là đánh quá là chắc chắn. Biệt danh của Dan Harrington là Rock đấy, đánh chắc như tảng đá đấy. Thì đúng nhỉ, hay là Action Dan Harrington, đúng rồi, mọi người kiểu như trêu ông ấy gọi là, đặt biệt danh là Action Dan Harrington, nghĩa là trong khi đó ông ấy thì lại một người đánh quá chắc đấy. Thì chiến thuật này cũng không không còn quá hữu hiệu bây giờ nữa, mình cho là không sao thôi. Mặc dù là cái thời điểm mà mình mới bắt đầu với poker thì mình đọc cuốn này thì mình cũng đã học được, mình đã hiểu thêm được khá nhiều yếu tố, nhưng mà chỉ là basic thôi. Có rất nhiều cuốn sách khác giá trị hơn mà đáng dành thời gian để đọc hơn. Super System tập 2 thì
tái bản năm 2005, thì dù sao thì Doyle Brunson cũng là đối chơi kiểu old school, kiểu thế hệ trước thì cũng không có giá trị mấy nữa rồi, mình chỉ cho không sao thôi. Darren Hinton tập 2, thì tập 2 này thì Darren Hinton có nói đến những khái niệm cũng rất quan trọng trong poker như là seabed, tại sao seabed lại là một cái lại là có tác dụng hữu hiệu như thế, rồi thì khái niệm giá trị em đấy, rồi kiểu inflection point giá trị em, rồi tính toán stack size rồi các thứ như nào, rất là quan trọng, là một trong những người đầu tiên mà nói về chuyện gọi là stack size thay đổi, cái chiến thuật của mình khi mà đánh tua như nào, rồi đánh heads up thì phải đánh như nào các thứ ấy, thì cũng ok, mình cho cứ là 1 sao bởi vì là nó có nói đến một vài khái niệm rất là quan trọng khi mà đánh tua như thế. Little Green Book là một cuốn mà trong khoảng 1 năm đầu tiên mà mình chơi poker thì cuốn này là cuốn mà cải thiện lối chơi của mình nhất, vì là lý do là Phil Gordon là một người mà viết rất giỏi, nghĩa là không phải là một người đánh giỏi nhưng mà lại một người mà dạy poker rất giỏi, nghĩa là viết cách để mà truyền đạt rất là tốt, rất là dễ hiểu, các ví dụ các thứ rất rất là dễ hiểu. Thì và cuốn Little Green Book này nó cũng tổng quát được rất nhiều thứ trong poker, từ pre-flop, flop, turn river, rồi đánh bài mua bán như nào, đánh bài mạnh như nào, slow play như nào, kiểu mua bán tỷ lệ quy tắc nhân 2 nhân 4, tính pot odds, tính nhầm pot odds, rất nhiều yếu tố đấy. Thì cũng vì thế cho nên mình cho cuốn này là 1 sao, mặc dù là thời điểm này thì nó không còn, các chiến thuật của nó cũng lỗi thời quá nhiều rồi, nhưng mà mình cho 1 sao bởi vì là cái cách truyền đạt trong cuốn sách thì mình rất là thích. Cuốn này là một cuốn không hẳn là cuốn này là một cuốn kiểu như là không phải là dạy chiến thuật Professor the Banker and the Suicide King, thì cái này là kể lại một cái sự kiện xảy ra trong làng poker thời xưa, thời đầu năm đầu đầu thế kỷ 20 ấy, là Andy Bill là một cái tỷ phú tài chính người Mỹ, thì ông ta tất nhiên rất giỏi, người ta nói chung dân tài chính thì đa số là cũng đầu óc đấy, tỷ phú theo kiểu đi lên dân businessman, đi lên bằng bằng đầu óc chứ không phải là ví dụ thừa kế hay là gì cả, hay là đấy, thì ông ta cũng một người rất là thông minh. Chúng ta thách đấu các cái dân chuyên poker ngày đó, dân chuyên một hội đồng khoảng chục người gì đấy, dân chuyên poker nổi tiếng Howard Lederer hay là Chris Ferguson, rồi một vài người gì đấy, thì thách động ta thách đấu chơi poker, chơi cái limit hold 'em thôi chứ không phải no limit hold 'em, nhưng mà ông ta đã chiến thắng, ông ta rất giỏi, ông ta chiến thắng. Tất nhiên là poker thì chơi trong một game hay là một ngày hay là mấy ngày thì nó không nói lên điều gì, tại vì có thể là ông ta gặp hên hay như nào đấy, dù sao thì ông ta cũng đánh bại cái những người chơi poker chuyên nghiệp đó. Mà có thể một phần lý do là bởi vì ông ta đòi hỏi là phải chơi cái limit rất là cao, nếu như mình nhớ không nhầm thì blind phải là 100.000 đô, 200.000 đô gì đó, một mức rất là cao đấy, nên là limit thôi chứ limit hold 'em chứ không phải no limit hold 'em, nhưng mà dù sao thì mức blind rất là cao và ông ta bắt là phải đánh cái blind mức cao như thế, bởi vì ông ta muốn là gây áp lực tâm lý lên những người chơi chuyên nghiệp, bởi vì đối với ông ta thì mấy trăm nghìn đô cả triệu đô cũng chẳng là gì cả nhưng mà đối với những người chơi chuyên nghiệp thì dù người ta đánh giỏi nhưng mà số tiền đó rất là rất lớn với người ta, thì ông ta nghĩ là ông ta phải dùng tâm lý đấy, để sức ép tâm lý để mà giành lợi thế. Thì sau đó thì cái hội đồng nhóm Poker Pro kia cũng phải cử ra một người là Finn Ivey, là thời điểm đó Finn Ivey mới là một người chơi gọi là đang lên thôi, một người chơi trẻ đang lên, thì cử Finn Ivey ra đánh, mà Finn Ivey đã đánh bại ông ta trong 2 ngày, thắng như 16 triệu hay là gì đó. Thì từ đó thì Andy Bill kêu là giải nghệ, không chơi poker bao giờ nữa, tại vì thấy là Finn Ivey quá giỏi đấy, thì thấy là mình không bao giờ đạt được đến level đó, thì không còn kiêu ngạo tự tin là mình là thể đánh bại những người giỏi nhất thế giới lĩnh vực khác như thế nữa. Thì đọc cho vui, gọi là về biết về những người mà các bạn mà thích theo dõi những người nổi tiếng trong giới poker ngày xưa ấy, thì đọc cho vui kiểu thế thôi, chứ không phải là về cuốn sách về chiến thuật. Harrington trong về hold 'em tập 3, thì cuốn này là nói về chủ yếu là book book, nghĩa là đưa ra những cái tình huống, câu hỏi tình huống rồi xem là xử lý như nào thế thôi. Thì quá lỗi thời rồi, và Harrington
lối chơi đang thanh tân bây giờ mình đánh giá là thu xa cả những cái học sinh của mình bây giờ, nên là cũng cũng không không còn cần đáng để mà đọc những cuốn như này nữa. Không sao. Tournament Poker Formula là của Arnold Schneider, thì ông này thì cũng là một người thế hệ cũ thôi, thì nhưng mà ông cuốn này thì nói về là đồ chơi để mà đánh những cái tua thuộc bô, blind lên rất là nhanh thì đánh như nào, rồi thì một vài khái niệm mà ông ta đưa ra khái niệm về gọi là bản thủ tỷ rock paper scissors, nghĩa là dao búa kéo, giấy búa kéo các thứ gì đấy, kiểu thế. Thì kiểu như là vị trí ông ta đưa ra các ba khái niệm là vị trí bài và stack xạ và chip đấy, là ba cái mà giấy búa kéo thứ, thì một vài cái cũng ok, nói về cũng một vài cái mình học được, chẳng hạn như là dựa vào cái cấu trúc blind thì làm nào đoán được là tua này mức độ tuyệt bô của tua này như nào, mình cần phải điều chỉnh như nào, vài cái cũng được, nhưng mà cũng cũng nói chung những cái sách của những cái người thế hệ cũ thì mình không không có mấy giá trị nữa. Rhythm and Rip thì cái này là của Joe Navarro, là một người cựu nhân viên FBI điều tra, cảnh sát điều tra, thì ông ta cũng dạy về cách gọi là ngôn ngữ cử chỉ đấy, thì giống như cái quyển của Mike Caro ngày trước, thì cuốn này cũng có dạy một vài cái đấy và cũng có update xuất bản sau mà, thì cũng có update, thì cũng dù sao vẫn như mình đã nói thì mình không dùng nhiều lắm cái body language, cái ngôn ngữ cử chỉ trong cái chiến thuật của mình, nhưng mà nếu bạn nào muốn thì cũng đọc, mình cho 1 sao cuốn này. Mathematics of Poker thì cuốn này cuốn đầu tiên mình cho 2 sao. Đây là một cái cũng là một cái cột mốc quan trọng trong cái các bước phát triển của poker. Thì Bin Chen thì mình không nhầm thì một người mà cũng đoạt 2 lần vô địch Brazilian thế giới, nhưng một người cũng không phải là một người chỉ biết về lý thuyết đâu, mà một người cũng áp dụng thực chiến rất là giỏi, và ông ta thì cũng là một tiến sĩ toán học, thì là một cái kết hợp rất là giỏi, một người vừa là có nền tảng cực kỳ cao về toán học, tiến sĩ toán học ở Mỹ, và một người thì vào lại cũng là một người chơi poker rất giỏi nữa, vào thời điểm đấy rất giỏi đối với cả thời điểm đó. Thì ông ta viết ra cuốn này thì đây là lần đầu tiên đưa ra những khái niệm về gọi là GTO, nghĩa là lý thuyết trò chơi, rồi ông ta đưa trong cuốn sách này thì ông ta đưa ra rất nhiều lý thuyết về những cái toy games, nghĩa là những cái mô phỏng poker, kiểu như là những cái ví dụ như cái trò AKQ, một trong một bài viết mà mình có viết về trò chơi AKQ ấy, để mô phỏng một phần trong poker đấy, thì là từ cuốn này mà ra. Thì rồi những cái mô phỏng như là giả lập hay mô phỏng để mà chẳng hạn như là xét xem là mình cần phải có bankroll bao nhiêu để tránh bị nó gọi là risk green, nghĩa là để mà bị mất hết tiền chẳng hạn đấy, để mà giảm thiểu phần trăm bị out, bị bể bankroll những cái thứ đấy, rồi rất nhiều khái niệm cực kỳ quan trọng trong poker hiện đại đến từ cuốn sách này. Thì rất nhiều người chơi mà giỏi nhất thế giới bây giờ cũng đã nói là cuốn sách này là cuốn sách làm thay đổi cái cách chơi của họ. Thì, tuy nhiên thì điểm yếu của cuốn sách này là quá phức tạp, nghĩa là ông ta là tiến sĩ toán thì ông ta đưa quá nhiều cái khái niệm toán học cao cấp vào trong cuốn sách này. Thì mình là một người dân chuyên toán mà cũng khá là có kiến thức về toán khá là vững, mà đọc cuốn này cũng gọi là toát mồ hôi. Mình nghĩ là trong poker, là trong làng poker ở Việt Nam thì chắc là không quá ba người có thể đọc được cuốn này mà gọi là nắm được quá nửa. Cho nên là nếu mà bạn một người mà không quá giỏi về toán ấy thì cũng không cần thiết phải đọc cuốn này, bởi vì sau này cũng có nhiều cuốn sách khác nói về những cái lĩnh vực, nói về những cái mà Bin Chen nói đến trong cuốn sách này, nhưng mà giải thích với những ngôn ngữ dễ hiểu hơn ấy, thì cũng có thể là bỏ qua cuốn này nếu mà toán không phải là điểm mạnh của bạn. Dù sao thì nó cũng là có 2 sao bởi vì nó là một cuốn sách cực kỳ hay. Cuốn này là cuốn Bobby Fitto là một người chơi poker online, thì đây là cuốn sách gọi là đánh dấu một trong những cuốn sách đầu tiên mà về là mà là những người chơi online viết ra. Thì những cuốn sách cũ là những cuốn của những cái ông thế hệ trước đấy, kiểu Doyle Brunson hay là gì đó, những người chơi đánh live rồi đánh live rồi thì đấy, kiểu thế, thì chơi chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm.
còn dựa vào kinh nghiệm chơi live đấy. Còn như mình đã nói nhiều lần là đánh online thì bạn sẽ tăng tiến trình độ, bạn tăng nhanh hơn rất nhiều so với đánh live. Thì những người chơi online tại vì người ta chơi được nhiều hand hơn rất nhiều mà, một năm có khi người ta chơi hàng trăm nghìn, hàng triệu hand đấy, bằng cả đời mấy ông kia đánh ấy, nên là họ sẽ rút kinh nghiệm ra rất nhiều lần, nhanh hơn rất nhiều. Thì đây là cuốn sách đầu tiên nhưng mà thì nó cũng hơi bị lỗi thời rồi, thì chỉ là Bobby Fischer cũng không phải là một người chơi quá giỏi, cho nên là mình chỉ cho là không sao thôi. CS:GO Strategy của Colin Mostman thì cuốn này là một cuốn khá là hay, dành cho là đánh CS:GO, nghĩa là bàn CS:GO của thật thực sự, không phải CS:GO mà ở Việt Nam hay dùng CS:GO để mà nói về các game trá hình ấy. Thì không hẳn CS:GO chỉ là cái khái niệm mà là tất cả mọi người, một cái tour mà bắt đầu khi mà có số đủ số lượng người, đủ 9 người, đủ 18 người gì đó thì bắt đầu đấy. Thì cuốn này là cuốn mà nó nói về những cái khái niệm, bắt đầu nói về những cái khái niệm rất quan trọng trong đánh tour như là rejam chẳng hạn, khi người ta open thì mình all in vào mặt người ta đấy, kiểu thế. Hay là bubble ICM các thứ như nào, những cái khái niệm rất là quan trọng trong đánh tour. Rồi mức blind lớn, nhưng mà blind mình chỉ còn có 5 mic blind thôi, blind thì kiểu như vậy thì mình phải đánh như nào, thì đây là một cuốn vì thế mình cho 1 sao, bởi vì nó cũng nói về những cái khái niệm rất là quan trọng và đánh tour cần thiết. Professional No Limit Hold'em tập 1 của Ed Miller, thì Ed Miller là một người người rất là kỳ cựu, viết rất nhiều sách về poker, thì cũng là một người thế hệ trước nhưng mà cũng là một trong những người có đầu óc rất là giỏi về poker, rất là thông thông minh. Thì họ cũng là đưa ra những khái niệm rất là tốt, rất là hữu ích trong poker. Chẳng hạn cuốn này thì nói về khái niệm, chẳng hạn khái niệm commit như nào là commit theo, rồi thì khái niệm SPR nghĩa là stake pot ratio đấy, tỷ lệ stake với pot đó từ đấy, thì có những cái khái niệm cực kỳ hữu dụng trong poker hiện đại luôn. Thì mình cho cuốn này là 1 sao. Keen Everyone là của Lee Nelson, thì nói về cũng nói bắt đầu là nói về những cái khái niệm như là mới big blind thì nên all in, hạn chế ray cái thứ kiểu vậy, rồi mới big blind all in những hand gì, 15 all in, 15 big all in những hand gì kiểu thế, cũng ok. Nhưng mà cũng, ngoài ra thì cũng các chiến thuật của ông ấy thì cũng lỗi thời rồi, nên là không sao. Elements of Poker đây là cuốn sách thứ hai mà mình cho là 2 sao. Cuốn này là của Tommy Angelo, thì cuốn này cũng là hơi đặc biệt một chút, là cuốn này thì không phải là về chiến thuật mấy mà chủ yếu là nói về những khái niệm như là làm nào để chống tilt, hay là làm nào để ví như là khái niệm ví dụ như là về độ đối xứng trong poker, gọi là rồi lúc nào nên dừng, ví dụ như là lúc nào nên gọi là quit ấy, nghĩa là đứng lên không chơi nữa ấy. Rồi, những cái khái niệm như thế rất là quan trọng đối với một người chơi chuyên nghiệp. Mình rất thích cuốn này và những cái mà Tommy Angelo là một người cực kỳ giỏi, một người vừa là nhạc nhạc sĩ này, vừa vừa, vừa sáng tác nhạc, vừa chơi poker, vừa viết sách, vừa làm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh đủ thứ, là một người rất là đa tài, không quá giỏi về một lĩnh vực nào cực kỳ nhưng mà rất là đa tài, rất am hiểu nhiều lĩnh vực, cho nên là ông ta rất là thông thái đấy. Thì những cái ông ta viết rất là hay, và ông ta không tỏ ra là mình giỏi đấy, không phải như, ông ta thừa nhận là ông ta không phải là người giỏi về poker nhưng mà ông ta viết những cái cũng cũng hay, đáng đọc. Nhất là nếu mà bạn là người mà hay bị tiêu chẳng hạn thì đọc cũng 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 là tốt. Những cái kỹ năng mềm trong poker đấy thì cái này là những cái mà rất là hay. Và có một bộ khác của Tommy Angelo là một bộ mà The Eightfold Path to Poker Enlightenment, là một cái bộ video audiobook mà nói về cũng là giải tiêu rồi các thứ đấy. Thì một trong những bộ, mình thì là một người hầu như không bao giờ tiêu mà đánh poker nhưng mà mình cũng thấy rất là hay. Bộ đó thì được vote là được bình chọn là bộ sách hay, bộ tài liệu poker hay nhất vào năm hình như 2008 thì phải, trong tổng số hàng trăm bộ poker của trang Deepscratch. Nó rất là, nếu các bạn tìm được thì cũng rất là giá trị. Poker Math Made Easy thì bộ này thì cuốn sách này thì nói về những khái niệm pot odds, equity, tính ao rồi các thứ cũng cơ bản thôi, thì cũng ok nhưng mà nó hơi bị ngắn quá, khái niệm quá là basic, không sao.
Every Hand's Revealed là của Gus Hansen. Là Gus Hansen là một người chơi cũng theo kinh nghiệm là chính. Thì cuốn sách này thì ông ta liệt kê lại tất cả những hand mà anh ta chơi trong hành trình đến chức vô địch, hình như là Oximilion thì phải, là một trong những giải đấu cực kỳ quan trọng đấy. Thì mình cho 1 sao bởi vì là mặc dù là những chiến thuật của anh ta thì không còn mấy giá trị nữa, nhưng mà nó đọc cuốn sách này cho bạn thấy được cái hình dung được một cái tour thì nó sẽ diễn ra như nào, các bước, các giai đoạn, các thời điểm từ lúc deep stack đến lúc mà gần bắc bờ, mid state, lúc early, giai đoạn mid, gần bắc bờ rồi gần final rồi lúc mà short end, lúc final, lúc heads up các thứ như nào kiểu thế. Có cái nhìn tổng quan về về các cái giai đoạn trong tour ấy, thì thế cho mình cho 1 sao. Cái này Winning Poker Tournaments One Hand at a Time cũng là một dạng, một cái cuốn sách mà cũng hơi hơi theo kiểu là nói về từng hand các thứ. Của ba người chơi online khá nổi tiếng, Eric Lynch, Epstein rồi Paul Jammer. Thì trong đó Epstein là một người chơi cũng online rất là kỳ cựu. Thì mình cũng cho 1 sao, cũng học được một vài thứ nhưng mà cũng là hơi lỗi thời rồi. Bao Hold'em Strategy của Daniel Negreanu, thì Daniel Negreanu tất nhiên là một gương mặt gần như là nổi tiếng nhất trong làng poker rồi. Gương mặt đại diện của PokerStars, hình như là mới dừng không làm không cộng tác với PokerStars gần đây. Và dù sao thì cũng là một người cực kỳ nổi tiếng. Nhưng mà Negreanu thì đánh theo feeling là chính, đánh theo cảm giác. Tất nhiên là cũng có cả logic nữa, nhưng mà cũng dùng rất nhiều cái cảm giác và dùng rất nhiều đến body language rồi đến những cái ngôn ngữ cử chỉ rồi nói chuyện với người khác để đoán bắt tâm lý đối thủ kiểu thế. Thì đó lại là những cái mà bản năng ấy, bản năng của ông ta rất là giỏi, nhưng mà đó lại là những cái mà ông ta bản năng thì không phải là cái mà bạn có thể dạy được. Cho nên là cuốn sách này thì mình cũng không đánh giá cao nó lắm. Không sao. Secrets of CS:GO thì cũng là cuốn nói về CS:GO giống như cái cuốn của Colin Mostman mà mình có nói qua trước đây. Của Phil Shaw cuốn này thì không hay bằng, mình cho là không sao. Let There Be Ranks thì cuốn này là một cuốn rất đặc biệt, là nó được bán với giá là gần 2.000 đô vào thời điểm mà nó được xuất bản, là xuất bản bởi Câu Sao và Chí Nguyễn, là 2 người chơi high stakes online. Câu Sao thì là một người mà có thể coi dạng dạng như là OTB Reference hay là Landers Club của cái thời điểm đó đấy, em đánh cái bàn gọi là cao nhất và một trong những người chơi kỳ cựu nhất, giỏi nhất vào thời điểm đó. Thì vì thế nên hai người này mới bán cuốn sách này với giá 2.000 đô, nghĩa là tại cái thời điểm đó thì với những cái kiến thức mà được dạy trong cuốn sách này thì nếu bạn lên đánh ở high stakes các thứ thì bạn kiếm lại nhiều hơn rất nhiều. Và đây là cuốn sách dạng như đầu tiên mà nói kỹ về khái niệm là rank đấy. Không còn đọc bài đối thủ theo kiểu đặt đối thủ vào một cái hand duy nhất hay là như nào đấy, đánh theo bài mình các thứ nữa, mà là bắt đầu nghĩ theo rank, rank của mình, rank đối thủ. Rank đối thủ trên mặt bài này thì như nào, tấn công các thứ, những cái rank yếu ra sao các thứ đấy. Thì đây là cuốn sách đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy cách nghĩ của những người gọi là đẳng cấp số 1 thế giới, số 2 thế giới, top 10 thế giới, họ nghĩ như nào. Nhưng dù sao nó cũng rất là lỗi thời rồi, mình vẫn cho nó 1 sao. Secrets of Shorthanded No Limit Hold'em thì cuốn này chủ yếu nói về đánh heads up. Danny Usman là một người chơi chuyên đánh heads up online các thứ. Thì mình cho 1 sao bởi vì là nó nói về một vài khái niệm về chuyện gọi là khi mà đánh heads up thì phải đánh theo đối thủ ấy, đánh điều chỉnh theo đối thủ như nào. Đấy, điều chỉnh theo đối thủ như nào và dựa vào mặt bài thay đổi tốc độ thi đấu kiểu như trên gear ấy, nghĩa là lúc thì đánh rất là bão, lúc thì đánh rất là chắc các thứ như nào. Một vài cái khái niệm rất là quan trọng khi mà đánh heads up, điều chỉnh theo đối thủ. 1 sao. Rồi Poker Buzzer thì là một cuốn của Oliver Marx, biệt danh nickname Improva. Thì đây là sư phụ của Guy Score, là một người chơi mình khá là thích vào cái thời điểm đó, thì đưa ra một vài khái niệm chẳng hạn như là Honest Point, nghĩa là tại thời điểm nào thì người chơi bắt đầu gọi là đánh thất bài, cũng như là pre-flop thì ai cũng raise các thứ, rồi flop ai có thể c-bet, ai cũng có thể là check raise bluff hay là raise bluff hay gì gì đấy, nhưng mà đến một thời điểm nào đối với mỗi người thì người ta sẽ bắt đầu đánh thất bài. Thì một vài khái niệm như red line, blue line,
các kiểu gì đấy, cũng là hữu ích. Thì và cuốn sách này thì đi cùng kèm với cả 6 cái video kèm theo thì cũng 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 khá cũng được, nhưng mà cũng lỗi thời rồi, mình cho 1 sao thôi. Cuốn này là một cuốn nữa của Chí Nguyễn, thì nói về exploit regular, ý là những người chơi, gọi là người chơi cũng là, gọi là không phải là gà, không phải là fish, nhưng mà cũng là người chơi mà kiếm được tiền từ poker, nhưng mà ở level đẳng cấp cũng là thấp thôi, thì người ta cũng có những cái điểm yếu đặc biệt của người ta, không yếu như là fish nhưng mà cũng có những cái thói quen, cái điểm yếu của người ta. Thì cuốn sách này thì tập trung vào hướng dẫn là tấn công những người chơi như thế. Mình cho 1 sao, em cũng học được một vài cái cách chơi exploit mà cũng có thể áp dụng được cho nhất là môi trường Việt Nam hoặc là môi trường small stake gì đấy. Tại vì mình thì mình đánh giá là môi trường Việt Nam, poker Việt Nam hiện nay thì nó hơi hơi giống poker khoảng 10 năm trước ở trên thế giới, nhất là online. Nhưng đi sau thế giới rất là nhiều, thì thực ra những cái mà các bạn, những cái mà những người chơi gọi là chuyên nghiệp, poker chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay suy nghĩ, cách nghĩ của họ thì lại hơi hơi giống cách nghĩ của những người chơi chuyên nghiệp poker của 10 năm trước, cũng vẫn còn lỗi nhiều lắm. Thì đọc những cái cuốn sách của 10 năm trước có khi lại là hay, bởi vì là hiểu cái cách nghĩ của họ, hiểu cách nghĩ của những người chơi ở môi trường Việt Nam bây giờ đấy, thì có thể lại là áp dụng được, trong khi là có thể các bạn dùng những cái kiến thức quá hiện đại có khi lại là không phải là tối ưu khi mà đánh với những người chơi mà có quá nhiều lỗi như là ở môi trường Việt Nam hoặc là môi trường châu Á nói chung. Cuốn này là cũng là Winning Poker Tournaments One Hand at a Time tập 2, thì như mình nói lúc nãy là cũng là cho 1 sao, cũng ok, cũng được. Cuốn này Small Stakes No Limit Hold'em của FMLR thì cũng là một cuốn FMLR thì viết rất nhiều sách mà cũng hơi lỗi thời rồi, mình cho là 0 sao thôi. Poker Math Matters thì đây là một cuốn mà bắt nói toán, nói về toán trong poker nhưng mà nói một cách đơn giản đấy để mà mọi người hiểu cái đơn giản về poker, về về toán trong poker, tính cách tính nhẩm để ra được equity của bài mình đối với rank của đối thủ, hay là những khái niệm như thế, fold equity như nào, xem là cú bluff ở đây có fold equity có đủ không, các thứ ấy. Cũng là một cuốn rất là, nghĩa là nó đưa ra những khái niệm toán mà hữu dụng trong đại đa số trường hợp rồi, thì và được giải thích bằng những ngôn từ gọi là dễ hiểu, thì ok, rất là đáng đọc, cho là 1 sao. Và Owen Gaines thì cũng viết một cuốn tương tự là cuốn Hầu Cạp Confession. Đây, mình viết viết nhầm Hầu Cạp đấy, là chữ E của ấy. Hầu Cạp Confession thì là một cuốn cũng nói về cách gọi là đọc bài đối thủ, đọc đoán lên là bài đối thủ nhà mạnh hay yếu thứ gì đấy, thì là cũng được, không không quá hay, mình cho 0 sao. Poker Blueprint thì một cuốn nữa của Chí Nguyễn, thì cũng nói về các chiến thuật để đánh xích móc online, mình cũng cho 1 sao. Dù sao Chí Nguyễn là một người chơi high stakes ngày xưa, cũng là một người chơi rất giỏi, có thể chiến thuật của anh ta ngày nay không còn áp dụng được nữa, nhưng mà đọc những cái mà những người từng ở top thế giới nghĩ về poker thì cũng là cũng ok. Decide to play great poker, đây là một cuốn rất đặc biệt, bởi mình thấy là trong cộng đồng người chơi Việt Nam thì đánh giá rất cao cuốn sách này. Nhưng mà mình thì lại cho nó là 0 sao thôi, bởi vì là với mình thì Aniduck chỉ là một người chơi thế hệ cũ mà không phải một người chơi online. Thì những cái kiến thức về poker của bà ta chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm và rất nhiều cái lỗi thời, rất nhiều lỗi thời, rất nhiều cái lý thuyết thậm chí còn là sai, rất sai lầm, và thậm chí gọi là không những là không hữu dụng mà thậm chí còn gây hại cho bạn. Hạn như là những cái mà gọi là bet để xem mình ở đâu, ray để xem bet ray các thứ, xem mình ở đâu rồi xem đối thủ ở đứng thế nào rồi rất nhiều cái kiểu kiểu như thế. Nếu mà bạn đọc cuốn sách này mà lại thấy hay thì mình nghĩ là bạn cần phải, bạn còn một chặng đường rất là dài để mà đạt đến là top về poker. Cái cuốn này nó cuốn rất là đưa ra rất nhiều cái cách chơi rất là ba lăng nhăng của ngày xưa ấy, không linh tinh, không đáng đọc.
Dynamic Full Ring Poker của Split Suite. Thì Split Suite, James Sweeney là một người chơi founder, người tạo ra trang Red Chip Poker, là một trang chuyên dạy poker mà đến ngày nay vẫn còn dạy. Thì điểm mạnh của James Sweeney là gọi là khả năng truyền đạt rất là giỏi, đưa ra những cái khái niệm rất là hay, rất là hữu ích. Thì mặc dù là cái chiến thuật mà ông ta dạy trong cuốn này không còn quá hữu vào thời điểm, không còn, ý mình là không còn quá cập nhật và như vào thời điểm bây giờ nữa, nhưng mà thực ra thì cuốn này dạy cũng 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 gần hơn, nghĩa là ông ta là một người chơi online, cũng làm đưa ra những khái niệm ok, những khái niệm cũng như là những khái niệm như là cũng như là ba bet và bị bốn bet thì mình phải defend bao nhiêu phần trăm để mà tránh, kiểu cũng như là hay là ba bet bluff thì cần được thủ phô bao nhiêu phần trăm để mà mình profit đấy, rồi những cái khái niệm rất là cần thiết nếu mà các bạn gọi là một cái bước cầu nối giữa poker ngày xưa với là poker của hiện đại bây giờ. Thì mình cho nó 2 sao bởi vì là cuốn sách này, hồi mà đọc cuốn sách này mình học được rất nhiều thứ và vẫn còn áp dụng được cho đến bây giờ. Cuốn này thì là của Chí Nguyễn, thì gọi là chỉ là tự sự lại, vì gọi là kể lại kiểu khoe là thắng được 1 triệu đô từ poker như nào thôi, thì cũng đọc cho vui, cũng không còn chả để làm gì. The Racer's S thì cái này là của Lee Nelson, trước mình có nói về viết cuốn Kill Everyone đấy, nhưng mà ở đây là có thêm cả Elky nữa. Elky người chơi gọi là top thế giới ấy. Đến bây giờ vẫn còn là một trong những người chơi thuộc loại top thế giới. Thì Elky có thể nói về những cái như thay đổi theo deck size, 30 big blind đánh nào, 25 big blind đánh nào, 20 big blind đánh nào, rồi một vài chiến thuật bắt đầu là hơi hơi hiện đại một chút rồi, thì mình cho nó 1 sao. How to read hands at no limit hold'em là của Ed Miller, thì lần nữa là Ed Miller thì cũng hơi bị lỗi thời một chút, mình cho là 0 sao thôi. Easy Game thì là của Baluga Whale, Andrew Seaman. Thì Baluga Whale là một người coach của trang Deuce Crack ngày xưa, cách đây khoảng 10 năm đấy, thì Deuce Crack cùng với cả Cuck Runner đấy là hai cái trang poker nổi tiếng nhất, lớn nhất, cực kỳ là có phần là gọi là tăng cao trình độ chơi của người chơi rất là nhiều. Và thời điểm đó thì Baluga Whale gần như người coach thuộc loại là giỏi nhất của Deuce Crack vào thời điểm đó. Thì điểm mạnh của Baluga Whale cũng là cực kỳ giỏi về khả năng truyền đạt và cũng là một người chơi rất giỏi. Thì mình cho cuốn này 2 sao, bởi vì mặc dù là các kiến thức ở trong cuốn này thì cũng hơi lỗi thời một chút, nhưng mà dù sao Baluga Whale cũng là một người rất là giỏi, vừa giỏi chơi vừa giỏi truyền đạt, cho nên là cuốn ok. Crushing Michael Stake của Black Rain ấy, thì cuốn này cũng vừa lỗi thời vừa Black Rain không phải người chơi giỏi, đánh yếu chỉ đi cày chân gà thôi, thì kiến thức trong này cũng linh tinh, lỗi thời rất nhiều. Và chân gà chỉ là chân gà cực kỳ kém rồi. Mentor Game ở Poker của Zach Taylor thì đây là một cuốn sách mà đối với những người mà muốn tránh tiêu thì có thể đọc cuốn này. Mình thì ít tiêu, mình đọc mình cũng không rút ra được, học được mấy. Nhưng sao mình cho 1 sao bởi vì đây là một cuốn mà được rất nhiều người là siêu sao poker ca ngợi, là giúp họ ca ngợi là đã giúp họ rất nhiều về việc tránh tiêu ấy. Thì nếu mà bạn là hay bị tiêu có thể đọc để tham khảo để xem là có giúp cải thiện được gì hay không. Mình cho là 1 sao. Cuốn này của Jonathan Litter là Secrets of Professional Tournament Poker. Thì Jonathan Litter là một người rất giỏi về truyền đạt, và cuốn này thì đưa ra những khái niệm rất là cơ bản. Thì nếu mà các bạn muốn chơi poker tournament thì mình nghĩ đây là một cuốn thuộc loại rất hay để mà đọc basic cơ bản. Vẫn còn nhiều điều lỗi thời nhưng mà đáng đọc để mà nắm được những cái khái niệm cơ bản nhất, quan trọng nhất trong poker tournament. Tập 2 cũng là của series này của Jonathan Litter, thì chủ yếu nói về những khái niệm là bubber nào, điều chỉnh bubber, rồi thì những cái điều mà một người chơi chuyên nghiệp thì cần phải làm những gì. Không hay bằng quyển tập 1 nhưng mà cũng được, mình cho là 1 sao.
Binding a Bankroll của Veneer là một người chơi cũng đánh online. Thì cái này tập trung vào đánh full ring chứ không phải là six max. Và cũng nói về những cái điều cần thiết cho là đánh cần phải xây dựng bankroll như nào có thứ đấy thì cũng được. Ok, nói chung những cái sách mà xuất bản gần đây thì tất nhiên là nó sẽ cập nhật hơn, đỡ lỗi thời hơn cho một sao. Playing the Players thì cuốn này của Ed Miller thì theo mình là một trong những cuốn hay nhất của Ed Miller. Thì cuốn này thì nó tập trung nói về cách exploit người chơi, nghĩa là điều chỉnh chiến thuật của mình cho gặp người chơi quá đánh quá chắc như nào thì mình phải điều chỉnh như nào, gặp người chơi maniac đánh quá loose mình điều chỉnh như nào. Đi rất nhiều chi tiết và rất nhiều những cái tip and trick, nghĩa là những cái mẹo rất là, cũng theo mình là rất là hay, rất là hợp lý. Thì đánh ở môi trường Việt Nam thì áp dụng rất là hiệu quả, tại vì là người chơi Việt Nam thì đầy những cái lỗi ấy. Và có những cái lỗi chơi, nghĩa là lỗi mà có lỗi quá lớn ấy, nghĩa là gọi là lệch hẳn về một phía, nghĩa là đánh quá loose, hoặc đánh quá tai, hoặc đánh quá bão hay là gì gì đấy, hay là quá chắc như là đấy, quá sơ sệt. Thì tất nhiên người chơi mà càng lệch như thế thì mình càng có thể điều chỉnh được nhiều. Thì cuốn này là một cuốn rất hay. The Blue Book của Red Young thì cũng là Red Young là một người chơi poker online mid stake high stake ngày xưa. Thì cũng là một cuốn hình như 1.000 đô hay là mấy nghìn đô gì đấy khi mà được xuất bản, thì đưa ra những cái giống như dạng như tưởng tượng về Linus Love ra cuốn sách mà dạy hết những cái chiêu của họ của anh ta ấy, thì tất nhiên là cũng có thể bán với giá rất là đắt đấy, kiểu như vậy. Thì nhưng mà cũng là lỗi thời rồi thì mình chỉ cho một sao thôi. Thì cũng đọc cũng được để mà biết biết cách nghĩ của những cái người từng là top thế giới, từng từng là một trong những người tuổi giỏi của thế giới. Reading Poker Tales thì mình đã có review, lúc nãy mình review hai quyển về Poker Tales rồi, nghĩa là ngôn ngữ cử chỉ đấy. Ngôn ngữ cử chỉ rồi thì timing tell, verbal tell nghĩa là theo về gọi là cái tốc độ xử lý của người ta như nào, hay là verbal tell là những cái về người ta nói ra đấy. Thì gọi chung là poker tell sẽ là những cái mà đọc bài đối thủ mà không phải dựa vào toán hay là dựa vào chiến thuật hay gì cả, mà là dựa vào những cái mà mình quan sát đối thủ đấy. Thì Zachary Edwards thì theo mình trong những cuốn về poker tells thì cuốn này là cuốn hay nhất, là rất là hệ thống, rất là và khá là chi tiết, và rất là khá có thể có một vài cái theo khá là đúng trong này, thì đáng đọc hơn so với hai cuốn kia. Mình cho nó là 2 sao. Cuốn này Expert Heads Up và No Limit Hold'em của Win Tipton thì cuốn này cũng hơi hơi giống cuốn Mathematics Poker của Bin Chen, là cũng đi rất sâu vào toán nhưng mà là chi tiết về heads up thôi, nghĩa là đánh heads up, nghĩa là những cái tình huống như là ví dụ như là một nhà open nhà kia có thể raise với rank như nào để mà đạt đến cái gọi là equilibrium, nghĩa là đến cái mức gọi là cân bằng đấy, cân bằng em hai nhà không còn ai exploit người kia được nữa. Rồi thì ví dụ như là một vài cái khái niệm như là rank symmetry, nghĩa là độ đối xứng trong rank, hay là các thứ những khái niệm cực kỳ quan trọng trong poker hiện đại nhưng cũng hơi khó đọc một chút. Thì nếu bạn nào mà thích đọc về gọi là để mà hiểu về lý thuyết trò chơi, lý thuyết poker nói chung thì đọc cuốn này cũng được. Applications of No Limit Hold'em thì đây là cuốn sách đầu tiên mà mình cho 3 sao. Cuốn của Matthew Janda thì đây là cái gọi là cuốn nền tảng cho cái poker hiện đại, những khái niệm như là minimum defense frequency nghĩa là tần suất phòng ngự tối thiểu, hay là bluff value ratio nghĩa là tỷ lệ bluff value, rất nhiều khái niệm nền tảng của poker bây giờ là đến có thể đưa ra từ cuốn này và tất nhiên là cả cuốn của Bin Chen nữa, nhưng mà cuốn này thì viết nó sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cuốn của Bin Chen. Thì chẳng hạn như là Dot Pond hay là Ryan Fee là hai người founder, hai người sáng lập ra trang Upswing Poker ấy, thì là họ chiến thuật của họ hầu như là đến từ được xây dựng từ cuốn này. Thì nó cũng hơi bị lỗi thời một chút, nhiều cái trong cuốn này đã không còn chính xác nữa. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn đánh giá, mình vẫn cho nó 3 sao bởi vì nó quá hay, nghĩa là nó nếu mà bạn muốn đạt đến đẳng cấp top thế giới chẳng hạn như tranh đấu ở mid stake, ví dụ như cỡ từ No Limit 100 đô trở lên, nghĩa là đánh trên PokerStars mà là bàn 100 đô trở lên mà muốn thắng đường dài, thắng đường dài chứ không phải là chỉ thắng trong vòng một tháng rồi chẳng hạn, thì cũng nói
thắng trên trên đánh trên 100.000 hand mà thắng được, no limit 100 đô trở lên, hoặc là đánh đẳng cấp thế giới đấy, thì bạn bắt buộc phải hiểu những cái khái niệm trong cuốn sách này, không thì không bao giờ bạn có thể thắng được. Thì mình cho cuốn này là 3 sao. Cái này là cuốn của Win Tipton, nhưng mà tập 2 thì như mình đã nói cũng là cuốn rất là hay, không hay bằng cuốn của Randa nhưng mà cũng rất là hay. Thì nếu mà các bạn thích đi sâu về toán, về lý thuyết thì có thể đọc cuốn như này. Moments Book of Poker thì Chris Moman là người chơi đầu tiên trên thế giới mà đạt đến mức là thắng tổng số tiền thắng mà chưa trừ buy-in ấy, tổng số tiền thắng là trên 10 triệu đô khi mà đánh online. Dù sao là một người chơi cực kỳ là tốt, nói chung người mà đã đánh được đến mức là thắng được 10 triệu đô online dù sao là cực kỳ là giỏi rồi, kể cả là họ buy-in 9 triệu 9 thì chăng nữa thì họ họ đã đánh được đến mức là 10 triệu đô thì họ tất nhiên là họ phải đánh, nghĩa là đánh high stakes và các thứ đấy, thì họ không thể nào mà là người chơi thua được. Đánh thua mà đánh high stakes mà đánh thua thì bể bankroll nhanh lắm, cho nên là dù sao đây là một người chơi rất là giỏi. Nhưng là viết ra cuốn này thì cuốn này chủ yếu là của Jacobs. Jacobs là một người chơi cũng là mức là 50 đô, thua 50 đô, 100 đô gì đấy thôi. Trên PokerStars thì đưa ra những hand review lại những hand mà Jacobs đánh, và Moment thì đưa ra bình luận hand của mình, hand bình luận theo ý kiến của mình thì cũng ok, cũng đọc được. Không có, cuốn này thì không nói về lý thuyết hay gì cả, chỉ là cái bình luận hand, review hand như là mình vẫn review hand cho học sinh các thứ đấy. Thì Moment dù sao là một người chơi rất là giỏi, top thế giới rồi, thì những cái mà người ta nói đây cũng rất là hữu ích, dù sao thì nó hơi lỗi thời rồi, thì mình cho nó 1 sao, có thể danh giới đến 1 sao với 2 sao. The Ghost, cái này là của Ed Miller, thì cũng Ed Miller viết cuốn này để mà bắt đầu nói về CTO một chút, nói về những cái khái niệm mà nói trong như là Randa nói đấy trong cuốn mà mình vừa vừa cho 3 sao ấy. Thì cuốn này thì được cái ưu điểm là Ed Miller thì dù sao cách truyền đạt Ed Miller thì kinh nghiệm viết sách nhiều, dạy học nhiều thì rất như là viết dễ hiểu, ngôn ngữ nó cũng dễ hiểu hơn cái cuốn của Randa, nhưng mà dù sao thì Randa giỏi hơn Ed Miller rất nhiều, hiểu hơn về hiểu sâu hơn nhiều. Nếu mà đọc cuốn Randa mà không hiểu được thì có thể đọc thử cuốn này xem là cách có thể có khi dễ hiểu hơn. Cái bộ sách Cursing Small Tournaments của Jonathan Leader thì Jonathan Leader thì mình đánh giá một người rất là giỏi về cách truyền đạt và đưa ra những khái niệm rất là cơ bản mà cũng rất là hay, rất là hữu dụng, nhưng mà anh ta thì có vẻ là không cập nhật chiến thuật lắm. Trong khoảng 3 năm, 5 năm trở lại đây thì không còn là một người chơi giỏi nữa rồi đó. Tại vì là không cập nhật lối chơi hiện đại mà thì bị bỏ rơi, Booker nó tiến nhanh lắm. Không cập nhật chiến thuật một chút là trở thành người chơi kém ngay. Cho nên là cuốn này thì mình làm bộ này thì chủ yếu là Jonathan Litter đưa ra các cái hand và review hand ấy, và đưa ra cái ý kiến của mình các thứ đấy, thì mình chỉ cho không sao thôi, nghĩa là cũng nó không còn quá hữu dụng, cũng được, không sao 1 sao gì đấy. Thì đọc thì cũng ok, nếu mà bạn là những người chơi basic thì đọc chắc cũng ok. Jonathan Litter dù sao là một người coach rất là giỏi. Ngày trước mình có một thời mình xem rất nhiều của Jonathan Litter, đọc rất nhiều sách và xem chắc phải cả 1.000 video của Jonathan Litter rồi, bởi vì là anh ta truyền đạt rất là hay mà xem cũng thích, cũng hiểu vỡ ra nhiều điều. Nhưng mà trong khoảng 3 đến 5 năm trở ba khoảng 3 năm trở lại đây thì những cái của Jonathan Litter dạy không còn, nhiều cái không còn đúng nữa, không còn theo kịp thời đại nữa, thì mình đã chuyển đến là học của những người giỏi hơn rất nhiều, hiện đại hơn, dùng lối chơi hiện đại hơn. Thì dù sao thì nếu mà các bạn không không cần thiết phải là đạt đến đẳng cấp gọi là top thế giới các thứ thì cũng đọc của Jonathan Litter thì cũng ok. Một cuốn nữa của Jonathan Litter thì cuốn này là cuốn mới, một trong những cuốn mới nhất của Jonathan Litter là 2015. Thì cuốn này là cuốn mà Jonathan Litter và khoảng độ mười mấy người đấy, mười mấy người mà các bạn thấy ảnh ở đây đấy, cũng đều là những người chơi poker khá là nổi tiếng.
trong đó có những người chơi cực giỏi chẳng hạn như là Oliver Busquets, từng là top thế giới về đánh đánh heads up trên gông. Đấy. Thì ở đây là mỗi người viết một chương về một lĩnh vực thì cũng có lẽ hay, là bởi vì là sẽ là mỗi thấy được cách nghĩ của rất nhiều người chơi khác nhau, rồi đều là những người từng từng thành công trong poker, rồi thì về nhiều lĩnh vực khác nhau, và cũng là một cuốn sách khá mới cho nên nó không phải quá lỗi thời. Đấy, đáng đọc. The Rider's Manual là cuốn thứ hai đúng không, mà mình cho 3 sao. Thì nếu mà cuốn của Marcanda thì nó hơi bị lý thuyết quá, có thể nhiều bạn sẽ đọc và sẽ không nắm được, không hiểu được, thì cuốn này là một cuốn mà mình thấy là nó có một cái khá cân bằng giữa lý thuyết và áp dụng thực tế. Bởi vì Carruthers, Peter Clarke là một người chuyên đánh online, một người Mazda thì hơi đi sâu về lý thuyết nhiều, một nhà dân gần như là hình như là cũng là một người nghiên cứu sinh về về toán hay nhà đấy, đi nhiều về lý thuyết, và gần đây thì không chơi poker nữa, về tập trung vào toán và vào toán trong poker thứ thôi, chứ không phải là chơi nhiều poker lắm. Còn Carruthers đây thì lại là một người vẫn đánh rất là thường xuyên, từng là coach của Dewsnack, và bây giờ thì là hiện nay vào 2019 bây giờ đây đang là coach, Essential Coach của Granite Ones, chưa lên được mức Elite Coach của Granite Ones, nhưng mà được vào coach trong trang Granite Ones là trang dạy poker của Finanform ấy, thì là cũng là phải là level cực kỳ cao rồi, không có người chơi kém, không có coach kém trong đó. Thì hiện giờ thì Carruthers chủ yếu đánh hình như là đánh bàn no limit 100 đô hay là gì đó, hay là 50 đô gì đó, 50 đô 100 đô gì đấy, thì cũng 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 là một đánh được trên PokerStars mà no limit 100 là cũng là rất là giỏi rồi. Thì những cái mà dạy trong cuốn này là khá cập nhật so với cả chiến thuật hiện đại, vẫn hơi hơi lỗi thời một chút, hơi hơi một vài cái sai một chút, nhưng mà cũng rất là hay, mình đánh giá là một trong những cuốn hay nhất gần đây, đáng đọc nếu mà các bạn muốn nâng cao trình độ về poker. Cuốn này thì về các game, kể cả bạn đánh tournament thì cũng sẽ học được khá nhiều điều hữu ích trong cuốn sách này. Cuốn này của Assassinato là Alexander Fitzgerald đấy, là một người chơi poker tournament là chính. Thì, Assassinato thì là từng là cựu coach của Dewsnack và cũng đạt được những thành công nhất định đối với khi mà đánh online ấy, từng vô địch W Cup hay là Scoop gì đó. Rồi mình thì cũng có đọc và xem video của người Assassinato một vài cái, thì thấy là cũng tương tự như Jonathan Litter là gần đây là cũng bị lỗi thời nhiều rồi, không chịu cập nhật chiến thuật hiện đại. Thì nhưng mà ví dụ như trong cuốn sách này của Assassinato thì mình cho một sao ấy là cũng ok, cũng được, dù sao đấy là một người chơi giỏi, cũng cũng có những cái có thể học được, nhưng mà sao cái chơi của anh ta cũng hơi bị cảm tính quá, hơi bị gọi là old school thế trước quá, kiểu như là những cái trò kiểu như là nghĩ là mặt bài khô được thủ si bét thì mình chẳng cần có bài gì, mình cứ check ray nó bét 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 bài không có equity gì cũng được, kiểu một vài cái hơi explore một chút đấy. Thì mình thấy cái đối chơi đấy thì vẫn áp dụng được ở Việt Nam, tại vì là người chơi Việt Nam nhiều người người ta vẫn đánh cũng còn yếu, thì mình có thể là nhiều khi gây áp lực lên rồi các thứ cũng được, nhưng mà dù sao thì mình cũng không phải là một cái lối chơi mà có thể được dài được, vụ là 5 năm nữa có thể là chơi đấy không không thể hiểu được nữa, khi mà hoặc là nếu bạn các bạn lên đánh bàn to thứ, đánh tour lớn thứ, gặp toàn người chơi giỏi thứ, thì những chiến thuật đó không còn áp dụng được mấy nữa đâu. Thì mình cho là 1 sao. Cuốn này là của Mazda thì tái bản cái cuốn, cũng không phải tái bản mà là ra tập 2, gần như tập 2, viết lại cái cuốn lúc nãy đây, Applications of No Limit Hold'em, thì bây giờ viết thành cuốn này, thì cũng nói về lý thuyết trò chơi, rồi cũng đưa ra các cái ví dụ mà xem là solver, đây là một trong những cuốn đầu tiên mà dùng solver và dùng Poker Snowy hay là các phần mềm để mà
áp dụng những cái đấy vào, thì để mà rút ra được, học được những gì từ Xuân Vờ đấy, kiểu vậy đấy. Thì cuốn này thì ưu điểm của nó là dễ hiểu hơn rất nhiều so với cuốn kia, so với cuốn trước, và cập nhật hơn, là sửa lại một vài cái sai trong cuốn trước. Nhược điểm của nó thì lại là không có quá nhiều cái nó gọi là groundbreaking, nghĩa là gọi là tạo ra những cái bước bước nhảy vọt về cách hiểu về Poker như là cái cuốn kia. Cũng có thể là bởi vì là mình đọc cuốn này sau, sau khi đọc cuốn kia thì khi những cái đánh giá của mình về những cuốn sách này thì nó hơi hơi theo gọi là ý kiến chủ quan của mình mà. Ví dụ như là khi mà mình đọc cái cuốn kia trước thì mình có thể sẽ học được nhiều thứ hơn, còn bây giờ đọc cuốn này thì mình nhiều cái mà đã mà được dạy cuốn này thì mình đã biết rồi, nhờ là đọc cuốn kia rồi, hoặc là nhờ vào là trong trải qua mấy năm từ khoảng cách giữa là từ trước khi mình đọc cuốn này cho đến đọc cuốn cuốn tập đầu tiên của Janda cho đến đọc cuốn thứ hai này này, trong mấy năm đấy thì mình đã nâng cao trình độ rất nhiều rồi, thì mình nhiều cái mà Janda nói đây mình đã biết hết rồi, cho nên là mình có thể sẽ không còn đánh giá cao nó nữa. Dù sao thì mình cho đây là một trong những cuốn sách hay nhất gần đây, vì nó rất là cập nhật đấy, mình cho nó là 2 sao. Cuốn này cũng là một cuốn nữa của Assassinato về đánh lối chơi exploit về đánh live, nhưng mà mình xem thì cũng thấy những nhiều bạn linh tinh, không sao thôi. Cuốn này là Poker Satellite Strategy của Dara Kiernay, O'Kiernay. Thì một cuốn mới xuất bản 2019, thì cuốn này thì tập trung vào dạy đánh Satellite thôi. Thì nếu các bạn mà thường xuyên đánh Satellite, đấy là một cuốn mà rất là hay, dạy được một vài cái rất là hữu ích về cách để tính nhẩm để mà xem là yếu tố ICM hiện giờ nó như nào đấy. Rồi thì một vài khái niệm rất là quan trọng trong đánh Satellite mà hơi khác một chút so với đánh tour bình thường, và nó là mới xuất bản xong năm nay thì cho nên tất nhiên nó sẽ không bị lỗi thời như những cuốn khác. Thì đây là mình điểm qua những cái cuốn sách mà mình đã xem đã đọc, bao quát được, mình nghĩ là cũng đại đa số những cuốn mà các bạn có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay rồi. Thì có thể còn một vài cuốn khác mà mình chưa đọc hay chưa review đây. Nhưng mà nhìn chung ấy thì các bạn có thể thấy được là mình chỉ khuyên đọc những cuốn là, nhất là những cuốn mà xuất bản trong 3 năm trở lại đây. Năm nay là 2019 thì sẽ là những cuốn từ cỡ 2016 đổ lại đây đấy. Bởi vì nó sẽ đỡ bị lỗi thời, nó sẽ cập nhật hơn. Nhưng sách thì lỗi thời nhanh lắm, tại vì là từ lúc mà bắt đầu thai nghén viết sách cho đến lúc mà xin được giấy phép, rồi thì viết bản thảo, rồi đưa ra cho editor sửa lại, rồi in ấn, rồi xuất bản các thứ ấy, cho đi đến tay người đọc các kiểu thì có khi mất gần năm rồi, nửa năm gần năm rồi kiểu vậy. Trừ khi là sách online gì đấy thôi, sách ebook gì đấy thôi, không thì cũng tốn nhiều thời gian lắm. Thì cũng mà Poker nó phát triển rất nhanh, cho nên là các cái mà bạn đọc được trong 5 năm trước, 10 năm trước nó lỗi thời rất là nhiều rồi. Thì chủ yếu chỉ nên đọc những sách mà xuất bản 3 năm trở lại thôi. Thứ hai là có thể đọc những cái sách mà đỡ bị lỗi thời hơn, nghĩa là đỡ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian hơn, chẳng hạn như sách về toán. Thì toán thì lúc nào nó cũng thế thôi, nó không thay đổi theo thời gian. Rồi thì sách về lý thuyết trò chơi cũng tương tự, nói chung sách về lý thuyết thì nó đỡ bị ảnh hưởng hơn. Có thể một vài nó hơi hơi bị ảnh hưởng một chút là do là cái cách hiểu của cái cách lý giải, cách hiểu của cái người viết sách đây, nó về cái lĩnh vực đó áp dụng vào poker như nào, có thể nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó áp dụng có thể áp dụng sai cái thứ đấy. Nhưng mà nó đỡ bị lỗi thời hơn. Đấy, rồi thì ngôn ngữ cơ thể, rồi về tâm lý con người đấy, thì những cái sách đấy thì có thể ok, cũng đọc được trong sách xuất bản lâu rồi thì nó vẫn còn áp dụng được. Đấy là những sách thứ hai có thể nên đọc. Kiểu thứ ba là đọc để mà biết cách nghĩ của Fish, những người chơi kém, hay là bet regular, nghĩa là những người chơi cũng thường xuyên chơi, cũng không phải là Fish nhưng mà vẫn không phải là những người chơi giỏi, không phải những người top top pro. Thì như mình có nói rồi đấy, là poker của Việt Nam thì lỗi thời rất nhiều,
so với cả đi sau rất nhiều so với cả của thế giới. Chuyện đấy thì hiển nhiên thôi, tại vì mình Booker nó mới du nhập vào Việt Nam được mấy năm thôi mà, và Việt Nam và Trung Quốc các thứ thì bị cái điểm là hơi bị chơi theo cảm tính quá nhiều, duy tâm quá nhiều, và lại thích gọi là lại lại hơi bị gọi là lười cập nhật, thích gọi là gọi là hơi bị không không như là những người như là Hồng Kông hay là Đài Loan các thứ, bọn hay Singapore thứ, là tư tưởng người ta tân tiến hơn, người ta chịu cập nhật kiến thức hiện đại hơn, chịu gọi là thay đổi suy nghĩ hơn là người Việt Nam hay người Tàu ấy. Thì nói chung mình thấy là hiện nay là nền poker Việt Nam vẫn còn đi sau thế giới và đi sau cả những cái nước như mình vừa nói, Hồng Kông, Đài Loan hay là Singapore thứ đấy khá nhiều. Cho nên là thì các bạn nếu mà ra ngoài đánh ở mấy câu lạc bộ ở ngoài thứ thì sẽ gặp rất nhiều là fish rồi rất nhiều bet rig, những cái chơi gọi là tạm biết một chút về poker nhưng mà cũng không, vẫn còn rất nhiều lỗi. Thì khi mà các bạn đọc những cái sách của 10 năm trước có khi lại là sẽ hiểu được cái cách nghĩ, có thể bạn đọc không phải là để mà áp dụng mấy mà đọc để hiểu cách nghĩ của người ta, những cái trò như là bet xem đối thủ để mà đọc bài đối thủ hay là các thứ đấy, những cái đấy kiểu nghĩ như thế thì mình bạn sẽ hiểu tại sao người ta lại bet như thế, tại sao lại đi bet đôi ca trên mặt có át bet để mà xem đối thủ có át không ấy, kiểu kiểu những cái trò như thế. Thì đấy là những cái em cũng có thể đọc để mà biết những cái đấy. Và cuối cùng là đọc vì đam mê, chỉ đơn giản bạn yêu poker bạn đọc vì muốn xem ngày xưa người ta nghĩ về poker như nào, nhất là những cái cuốn gọi là tự truyện các thứ của Brian Brunson hay là Barry Greenstein, hay là đọc về xem Phil Ivey đánh bại tỷ phú Andy Bill như thế nào các thứ đấy. Ok thì đọc vẫn thế cho vui cũng được.